Hello, xin chào các bạn, lại là mình đây. Rất vui vì đã được gặp lại các bạn trên kênh YouTube của mình. Chúc các bạn một ngày mới học tập và làm việc tràn đầy năng lượng. Ok, hôm nay mình sẽ vẽ nhân vật Adam trong phim Record of Ragnarok cho các bạn xem nhé. Được thiết kế theo hình ảnh của một vị thần với dáng người mảnh khảnh, với mái tóc vàng bạch kim và một đôi mắt xanh biếc. Adam là một người điềm tĩnh, vô tư. Anh khá tự tin vào bản thân mình và có thể được coi là con người mạnh mẽ nhất trong lịch sử. Adam có thể sao chép hoàn hảo bất kỳ động tác và kỹ thuật nào mà anh ta để mắt tới. Cùng với đó, Adam còn sở hữu một sức bền và tốc độ phản xạ đáng nể khi có thể chiến đấu ngang ngửa với rớt, thậm chí là có phần nhỉnh hơn lúc ở đầu trận đấu. Ok, chúc các bạn xem video vui vẻ.
Dành tặng mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Và nếu các bạn có bất kỳ ý kiến hay đóng góp nào có thể cho mình biết bằng cách bình luận phía dưới để mình cải thiện bản thân tốt hơn nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.